của câu lạc bộ Manchester United đã đánh dấu sự tái hợp của mình với đội bóng cũ một cách rất hoàn hảo. Ở đâu có thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, ở đó có sự hòa hảo và có cảm xúc rất con người về cái đẹp. Như khi Wayne Rooney ghi bàn thắng này cho Everton vào lưới của đội bóng Gor Mahia ở Tanzania. Theo lẽ thường, các cổ động viên châu Phi sẽ ủng hộ Gor Mahia, nhưng vì bàn thắng quá đẹp nên có lẽ họ không giấu nổi cảm xúc và chia vui với Rooney. Trong đó có cả một cổ động viên châu Phi chạy vào sân ôm Rooney. Mà có khi, ngay cả trong trường hợp Rooney không ghi bàn đi nữa, thì việc một ngôi sao nhanh xuất hiện tại Tanzania cũng đã là một sự kiện lớn với người hâm mộ bóng đá nơi đây. Trước trận đấu, Rooney đã được các fan Tanzania chào đón nồng nhiệt, mang theo cả những nghi thức và lễ phục truyền thống. Và khi Rooney ghi bàn, thì việc cổ động viên Tanzania ăn mừng như thể đội bóng địa phương của họ ghi bàn cũng không có gì lạ. Họ còn cảm ơn anh vì những gì anh đã thể hiện và đóng góp cho bóng đá trong những năm qua, và Rooney đã trở thành huyền thoại trong mắt họ.